Phong thủy là một học thuyết có nguồn gốc từ thời cổ đại, chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến vận mệnh, phúc họa của đời người. Muốn cho mái ấm của quý vị có nhiều tiếng cười, mọi người sống trong hạnh phúc, bình an. Muốn cơ sở thương mại của quý vị có đông khách hàng, khách vào lúc nào cũng vui vẻ, hài lòng và sẽ trở lại. Xin gọi Chim Tinh Gia, Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt để thầy đến nhuận sắc lại phong thủy cho quý vị với một giá cả thật phải chăng, 714-909-4322. Đời người là một cuộc hành trình biết bao hạnh phúc, sung sướng, khổ đau, thành công và thất bại, đôi khi làm chúng ta chán nản với cuộc sống hiện tại vì không có câu giải đáp để chúng ta có đủ can đảm tiến bước. Mộng Lan xin hạnh giới thiệu đến quý vị Chim Tinh Gia, Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt đã được chân sư đào tạo trên 30 năm học hỏi trong nghề. Chim Tinh Gia, Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt đã bắt đầu được làm thầy lúc 12 tuổi, chuyên về siêu âm tướng pháp, tử vi, bói bài, bát quái cửu cung, xem chỉ tay, địa lý phong thủy, bốc dịch. Muốn tìm hiểu thêm về số mệnh cuộc đời mình, xin gọi để lấy hẹn với Chim Tinh Gia, Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt trong cùng ngày ở số 714-909-4322, 909-4322.